Ba đang làm gì vậy? Đang hút thuốc. Trời đất ơi, hút không chịu ra ngoài hút. Tự nhiên hút ở trong nhà, làm nãy giờ ngợp muốn chết luôn à. Ê, nhà này là nhà của tao nha mày, tao muốn làm gì kệ cha tao. Ngợp thì mày ra ngoài đi, ai mượn mày ở trong nhà. Nhưng mà ngoài trời đang mưa, tôi ra ngoài ướt tôi sao? Con nuôi tôi chi tự nhiên bắt tôi ra ngoài ở? Bộ giữa điếu thuốc với tôi, điếu thuốc nó quan trọng hơn tôi nữa hả? Chứ còn gì nữa, mỗi lần nhìn mày là tao nhức đầu à. Mà mỗi lần nhức đầu là tao phải hút thuốc. Tôi có làm gì ông đâu, tự nhiên nói tôi làm ông nhức đầu. Sao hồi nhỏ tôi nhìn thấy mày thấy cưng lắm mà tự nhiên nuôi càng ngày càng lớn, tôi thấy cái mặt mày sao khó ưa dữ vậy luôn. Trời đất ơi, cái mặt người ta dễ thương như cục xương thiếu chất, vậy mà nói người ta khó ưa, là sao cha nội? Cái chân người thì em tông cũng teo, mỗi thì nhậu như cái giáo vậy đó. Trời đất ơi, chân dài mới hấp dẫn má ơi. Hấp dẫn cái gì? Em tông cũng teo nhìn thấy gớm. Kìa kìa, nhìn cái mỏ mày kìa. Em nhìn tới muốn đục cái gì luôn. Ăn cái gì mà mỏ mày nhọn dữ vậy? Hả? Có ăn cái gì đâu. Tại hồi xưa tôi cũng hút thuốc giống như ông vậy đó, nhưng mà bây giờ tôi bỏ rồi. Ủa, cái mỏ mày nhọn với hút thuốc có liên quan gì với nhau đâu mà tự nhiên mày nói mày bỏ gì là sao? Hả? Trời, nó coi hồi xưa tôi kéo mỗi ngày 2 gói luôn á. Trời đất ơi, ghê mày. Đúng rồi, tôi kéo cái mỏ tôi nó dài như là cái súng luôn á. Biết tôi thấy nó không ổn cho nên tôi quyết tâm tôi bỏ. Thiệt hả? Thiệt. Tao hút cũng lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi sao mỏ tao không nhọn vậy luôn, sao mỏ mày nhọn kỳ cục vậy? Chứ ông hút thuốc gì? Thuốc lá. Thuốc lá hả? Ừ, chứ mày hút gì? Tôi hút cần không à. Trời đất ơi, hút cần không à. Hèn chi cái mỏ mày nhọn phải rồi. Ủa sao kỳ cục vậy? Sao mà hút cần mỏ nhọn? Thì mày phải chu cái mỏ mày vô ống cần, rít trở lên một phát mạnh khói nó mới vô miệng mày được. Trời đất ơi, biết vậy xưa tôi hút thuốc lá cho rồi, tự nhiên hút cần chi, những cái mỏ mày nhọn quắc bị ông chửi hoài, bị hàng xóm rồi chê cười nó bực bội gì đâu luôn á. Thiệt tình, đúng là tào lao quá, thôi bỏ thuốc luôn cho rồi đi. Thì mày bỏ đi, tự nhiên mắc mớ gì tới tao? Tao chưa có bỏ được. Thôi tôi nghĩ ông bỏ luôn đi, ông đừng có hút thuốc nữa. Bây giờ tôi thấy nhiều người giống cái khói thuốc lắm rồi nè. Ừ, tự nhiên giống như khói thuốc là sao? Giải thích tôi nghe coi luôn. Để giải thích cho nghe nè. Giải thích cho đúng nha con. Rõ ràng. Rõ ràng. Rồi giải thích đi. Khi chúng ta kéo vào một hơi thuốc, sau đó chúng ta sẽ phì khói ra. Phì khói ra nó dài giống cái mỏ của mày vậy đó phải không luôn? Rồi sau đó chúng ta sẽ khều cái làn khói. Ông im đi, tôi đang giải thích mà ông cứ chọc quê cái mỏ tôi hoài à. Tại cái mỏ của mày nhọn quá, nhìn mắc cười quá luôn ơi. Để tôi nói tiếp coi. Rồi nói tiếp đi luôn mỏ nhọn. Thì con người chúng ta sẽ giống như cái làn khói đó. Giống cái mỏ của mày phải không? Chúng ta sẽ tan vào hư vô và vĩnh viễn sẽ biến mất. Cái mỏ dài của mày khi nào mới biến mất vậy luôn?